Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Em Thái Auto. Trong video hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Toyota Altis 2005 đến 2006. Sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới là sản phẩm của công ty Denso tại Thái Lan. Với cái sản phẩm mà trên thị trường thì nó sẽ có rất là nhiều loại, từ hàng liên doanh cao cấp, hàng liên doanh thông dụng, thông thường, và hàng của Paco Thái Lan, Formula Thái Lan, Denso Thái Lan và Denso Japan. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì cái Denso Japan thì giá thành nó sẽ hơi bị mắc một chút so với cái xe liên hạn từ 2005 đến 2006. Còn với cái dòng sản phẩm của Denso Thái Lan này là một giải pháp tối ưu cho anh em cũng như các bác tài xế, là về vừa phương tiện giá cả này cũng như chất lượng này. Anh em có thể nhìn này, với cái sản phẩm của Denso này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm này. Tất cả cái lan của nó rất là đều đẹp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao của nhà máy Denso tại Thái Lan. Với thiết kế là lan đúc kép với nhau, tản nhiệt dẫn nhiệt tốt, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về độ lạnh của sản phẩm ạ. Đây là cái mã của sản phẩm. Đó. Đây chính là cái van tiết lưu. Với cái dàn lạnh của con Altis này thì tốt nhất là khi anh em, bởi vì nó giao đời và nó rất dễ nhầm. Thì cái thứ nhất là hướng van này, cái thứ hai là cái kích thước. Với cái đời ngày 2005 này, ngày hôm nay em giao cho khách nó sẽ là có cái kích thước là 26, 25 và dày 6. Nó cũng có một loại size cao hơn, nó rơi vào 27. Đó ạ. Rồi, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.